là anh cứ báo ông Giáp là 247 xin cặp. Thế thế là tôi bảo tôi muốn là cho người đến chữa bệnh cho ông Giáp. Thế ông bảo là không ai được chữa bệnh, đây có ban chăm sóc sức khỏe cho ông Giáp rồi, không cần ai nữa. Thế tôi bảo ông cứ nói với ông Giáp là 247 xin cặp. Thế là tôi mới đến lúc ông Giáp mới nhấc điện thoại mà đưa chuyển điện thoại cho ông Giáp thì hai bốn bảy xin đến chữa bệnh cho đại tướng. Thế thì bảo là tôi cho người tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm, và người đó đến không châm, không tiêm, không có gì thuốc cả, không bôi gì lên người đại tướng cả. Thế ai bảo đó là cô Nguyễn Thị Song Sơn, chồng là phủ thủ tướng, và cô này là quân của tôi. Lúc đó phòng khám của tôi là ở đâu? Ở chiếu phòng cỏ của quận Đống Đa. Và cô Sơn thì mới học ra đến làm ở chỗ tôi. Thì nghe thấy bảo là cô chồng là phủ thủ tướng, tôi được kiểm tra nó cho đấy. Cô ấy đến chỉ so bóp bóng huyệt, hoàn toàn không bôi cồn chất gì cả, hoàn toàn tay. Thế là ông đại tướng Võ Nguyên Giáp 205 ông ấy đi lên được. Thế ông ấy về, ông ấy gọi đến. Thế là các ông ở Đống Đa tưởng là ấy ra, nhưng mà sự thật ra là có Sơn là cái gì mà trong lúc đó tẩy thu với các thứ bao nhiêu người ấy nhân mà lại lại chịu. Thế nhưng mà đấy, nghĩa là so bóp bóng huyệt nhưng biết cách. Cô uống nước trà không cô? Dạ thôi. Báo cáo với các thầy là tới đây là vẫn có cái chương trình là